Nhưng người đó tự tin cậy tài năng kỹ thuật của mình và sức oai hùng rõ mãnh nên thân ý, thành thản. Người đó an ủi cha mẹ, vợ con quyến thuộc, chớ có lo sợ, chắc chắn không xảy ra khổ nạn, mò qua đồng trống đến chỗ an ổn. Này thiện hiện ý ông nghĩ sao, trong đồng trống này kẻ oán hại nổi lên, người đó đã đủ sức mạnh, kỹ năng, thương kính cha mẹ thân thích, trang bị đầy đủ các khí cụ, mà có bỏ cha mẹ vợ con quyến thuộc một mình, thoát hiểm nạn được không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Vì sao? Vì người đó có nhiều kỹ thuật, có thể ở nơi đồng trống hóa làm bình trượng dõng mãnh tình nhuệ, gặp các oán địch, làm cho họ vừa trông thấy tự nhiên nuôi mất. Việc người đó bỏ những người thân một mình vượt qua đồng trống hiểm nạn, việc này không thể xảy ra. Nhưng người tráng sĩ khi ở giữa đồng trống không có ý sợ ác thú, oán tạc phương hại. Vì sao? Vì người đó tự cậy mình có oai lực hùng mạnh và đủ các kỹ thuật nên không sợ hãi. Bạch Thế Tôn người đó dùng thuật khéo léo đem các bà con thân thuộc vượt qua đồng trống hoang vu mà không bị tổn hại, chắc chắn đến chỗ xóm làng thành thị hoặc kinh đô lớn an vui. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, vì thương xót các loài hữu tình trong biển khổ sanh tử, nên tránh niệm an trụ từ bi hỷ giả hộ trì bát nhã ba la mật đa, căn lành thù thắng, dùng phương tiện thiện, thiện xảo như Phật đã dạy, đem các công đức hồi hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Tùy tù không vô tướng vô nguyện đầy đủ, nhưng đối với thật tế không có tâm tác chứng, không rơi vào địa vị thành văn độc giác, vì sao? Vì các đại Bồ Tát này đầy đủ thế lực lớn, tinh tấn vững bền, hộ trì ban nhã và làm mật đa căn đành thù thắng, dùng phương tiện thiện xảo, thể chẳng buông bỏ tất cả hữu tình. Do đó nhất định có thể yên ổn không khó, nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thiện hiện nên biết nếu khi Bồ Tát tâm từ thường tưởng tất cả hữu tình vì các hữu tình muốn thí an vui khi ấy Bồ Tát vượt lại phiền não vượt lại ma và bậc nhị thừa tùy trụ tam ma địa nhưng không đến lậu tận tuy khéo tập không nhưng không tác chứng thiện hiện nên biết nếu bồ tát kéo an trụ pháp môn giải thoát không thì khi ấy bồ tát cũng có thể an trụ nơi vô tướng định nhưng đối với phương tiện thiện xảo không chứng vô tướng do nhân duyên này vượt khỏi bậc nhị thừa quyết hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện nên biết như chim có đôi cánh mạnh mẽ bay bỏng trong hư không bình thản bay miệng rất lâu mà không bị rơi xuống tùy nương hư không chơi đùa mà không ở hư không cũng không bị hư không làm chướng ngại nên biết bồ Bồ Tát cũng như vậy, tùy tu tù tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà không trụ không vô tướng vô nguyện, cho đến pháp Phật chưa viên mãn cùng tận thì không bao giờ nương vào đó để vĩnh viễn chấm dứt các lậu. Thiện hiện nên biết như có kẻ cường tráng, giỏi thạo kỹ thuật bắn, muốn chứng tỏ tài mình ngước bắn hư không, vì muốn làm cho mũi tên trong hư không không rơi xuống đất, lại đem tên sau bắn nối đuôi tên trước, bán như vậy lần lượt trải qua thời gian khá lâu mỗi mũi tên nối đuôi nhau không để cho rơi xuống đất nếu muốn làm cho mũi tên rơi thì dừng mũi tên sau khi ấy các mũi tên mới rơi xuống nhanh nên biết bồ tát cũng như vậy thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì phương tiện thiện xảo thủ thắng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì thực hành căn lành chưa được thành thục nên không bao giờ giữ đường chứng thật tế nếu khi đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì thực hành căn lành tất cả đều thành thục khi ấy bồ tát mới chứng thật tế đến đắp quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì vậy này thiện hiện các đại bồ tát nào thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì phương tiện thiện xảo thù thắng đều nên đối với pháp tánh sâu xa này quán sát thật đúng đắn rõ ràng nếu các pháp phật chưa thật viên mãn thì không nên tác chứng bấy giờ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát thật vô cùng hy hữu có thể làm những việc khó làm nghĩa là tuy hành không nhưng không trụ không tuy hiện nhập không định nhưng không chứng thật tế Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thề chẳng rời bỏ các loại hữu tình, nghĩa là họ đã phát nguyện thủ thắng vi diệu như vậy. Nếu các hữu tình chưa được giải thoát, ta không bao giờ xa bỏ sự giác hạnh, căn lành. Thiền hiện nên biết các Bồ Tát này do phát khởi tâm rộng lớn như vậy Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình Tuy phát tiếp tục ba pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện và tam ma địa Nhưng vì hộ trì phương tiện thiện xảo nên không chứng thật tế Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã hộ trì phương tiện thiện xảo nên thường nghĩ thế này Ta không bao giờ bỏ tất cả hữu tình mà hướng về viên tịch do phát khởi ý nghĩ phương tiện thiện xảo đó nên trong khoảng thời gian này không chứng thật tế này thiện hiện nếu các bồ tát đối với chỗ sâu xa hoặc đã quán sát hoặc sẽ quán sát nghĩa là chỗ sở hành của ba pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đẳng trì các bồ tát này thường nghĩ hữu tình ngày đêm khởi tưởng hữu tình thành có sở đắc dẫn đến các nẻo tả ác kiến gần hồi trong sanh tử chịu khổ vô cùng ta vì đoạn tận nẻo tả ác kiến cho các hữu tình kia nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì các hữu tình mà thuyết pháp không sâu xa để chấm dứt sự chấp chặt kia và ra khỏi khổ sanh tử Thế nên tuy học pháp môn giải thoát không mà trong thời gian đó không chứng thật tế Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do khởi ý nghĩ phương tiện thiện xảo Tuy ở khoảng giữa không chứng thật tế nhưng không thối nuôi bốn định vô lượng Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của bát nhã bà làm mật đa sâu xa hộ trì Nên bạch pháp tăng bội phần và các căn dần thông lợi được trì giác đạo dần dần tăng ích này thiện hiện, các Bồ Tát này thường nghĩ, hữu tình ngày đêm thực hành trong các tướng, phát sanh các thứ cố chấp, do đó luân chuyển thọ khổ vô cùng. Ta vì chấm dứt các tướng chấp nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề để các hữu tình, thuyết pháp vô tướng, làm cho chấm dứt tướng chấp ra khỏi khổ sanh tử, do đó thường vào vô tướng đẳng trì thể hiện nên biết các bồ tát này nhờ trước đã thành tựu phương tiện thiện xảo và phát sanh ý nghĩ mặc dù thường biểu hiện nhập vào đẳng trì vô tướng nhưng ở trong thời gian đó không chứng thật tế tuy ở trong thời gian không chứng thật tế nhưng không thối nuôi từ vi hì xả và các định khác vì sao vì các bồ tát này đã được phương tiện thiện xảo của bát nhã bà la mật đa sâu xa hộ trì nên bạch pháp tăng bội phần các căn dần thông lợi được trì giác đạo dần dần tăng ích này thiên hiện các bồ tát này thường nghĩ tâm hữu tình ngày đêm phát khởi tưởng thường tưởng lạc tưởng ngã tưởng tịnh do đó dẫn đến sanh điên đảo chấp trước luân hồi sanh tử chịu khổ vô cùng Tại vì chấm dứt bốn điền đảo đó nên cầu quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Vì các hữu tình nói pháp không điền đảo, nghĩa là nói sanh tử, vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, chỉ có niết bàn vắng lặng nhiệm màu, đầy đủ tất cả công đức chân thật. Do vậy mà Bồ Tát thường nhập vô nguyện đẳng chỉ thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do trước đã thành tựu phương tiện thiện xảo và phát sanh những ý nghĩ tuy thường hiện nhập vô nguyện đồng trì mà các Pháp Phật chưa hoàn toàn viên mãn, thì không bao giờ nơi trung gian chứng thật tế. Tuy nơi trung gian không chứng thật tế nhưng không thối nuôi từ vi hỷ xả và các định khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì, nên bạch pháp tăng bội phần, các căn dần thông lợi, lực trì giác đạo dần dần tăng ích này thiện hiện các bồ tát này thường nghĩ thế này hữu tình ngày đêm trước đã thực hành có sở đất nay cũng hành có sở đất trước đã hành hữu tướng nay cũng hành hữu tướng trước đã hành điên đảo nay cũng hành điên đảo trước đã hành tưởng hòa hợp nay cũng hành tưởng hòa hợp trước đã hành tưởng hư vọng nay cũng hành tưởng hư vọng trước đã hành tà kiến nay cũng hành tà kiến do đó trôi lăn chịu khổ vô cùng tại vì chấm dứt những tội lỗi đó nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì các hữu tình thuyết pháp sâu xa làm cho những tội lỗi đó đều vĩnh viễn chấm dứt không trôi lăn trở lại chịu khổ trong đường sanh tử nhanh chóng chứng thường lạc chân tịnh niết bàn. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do lòng thương tưởng sâu xa tất cả hữu tình, nên hiếp thọ thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng bát nhã bà la mật đa sâu xa, thường ưa quan sát nơi pháp tánh sâu xa, đó là không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tận, vô tánh thật tế thiện hiện nên biết các Bồ Tát này thành tựu truy kiến thủ thắng như vậy, nếu còn rơi vào Pháp vô tướng Bồ Tát hoặc ở nơi ba cõi, những điều này không thể xảy ra. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này thành tựu công đức thủ thắng, buông bỏ các hữu tình để hướng đến viên tịch, không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích cho hữu tình, chắc chắn việc này không thể xảy ra. Hết quyển thứ 550